Hey, chào các bạn, ăn cơm chưa? Tôi cũng đang ngồi đợi giao cơm đây. Phong cách của tôi là sự kiện buồn vui nào trong gia đình cũng phát cơm chay từ thiện, giống như là sinh nhật hay là đám giỗ gì đó, để chia sẻ đến tất cả mọi người. Tôi khuyên các đệ tử của mình tập ăn chay càng sớm càng tốt. Nguyên nhân là ăn thịt động vật rất là nghiệp chướng, như ông bà cha mẹ của chúng ta, rồi ngay cả chúng ta ai cũng phải từ giã thế giới này cả thôi. Mình ăn chay được ngày nào thì mình hồi hướng được phước đức ngày đó cho tất cả muôn loài. Chứ chết rồi, đâu có mang theo được gì. Chỉ có những phước báo lợi lạc từ việc ăn chay mới giúp chúng ta giải thoát linh hồn, mà không bị những điều xấu khiến cho bị đọa địa ngục. Hôm nay á, là đám giỗ của bà nội phát được 70 phần cơm chay, mà nhà hàng Sơn Mai còn tài trợ thêm 10 phần cơm chay nữa. Đây là một cái nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn, mà tôi là khách quen ở đó, rất là may mắn. Thì sẽ giúp cho 70 người có được bữa ăn ngon, tránh tạo được nghiệp ác. Chắc là bà nội tôi cũng sẽ vui lắm, vì không có làm được cái điều gì tốt cho cái cuộc đời này, cho ông bà cha mẹ của mình, nên tôi phải ăn chay. Đó là cái nguyện vọng lớn nhất của tôi, để hồi hướng phước báo nhỏ nhoi này đến tất cả muôn loài. Bởi vậy tôi rất là khuyến khích và yêu thích các bạn đệ tử người cá của mình mà biết ăn chay. Dù biết rằng có một số phụ huynh không có hài lòng về cách tôi dạy dỗ các em nhỏ, nhưng mà các vị thử nghĩ xem, nếu mai mốt tới phiên các vị chết thì sao? Có muốn con của mình ăn chay vì mình không? Hay là các vị bị bệnh tật đau khổ banh da xẻ bụng? Có muốn con cháu của mình ăn chay để tạo ra chút phước báo để mình bớt nghiệp khổ này không? Tất nhiên là ai cũng muốn điều tốt lành đến với mình, nhưng mà lại không muốn khổ đau. Tiêu trước khi sắp thành tiên cá thì hay đi vào các bệnh viện thăm bệnh nhân bị ung thư thời kỳ cuối, bởi vì Tiêu cứ nghe cái tiếng than khóc ôi đau quá. Đó là những cái khả năng cảm âm mà tôi phát triển khi mà có thể nghe được những cái âm thanh từ rất xa, từ những nguyện vọng của mọi người đang gặp khổ. Rồi tôi đến cái bệnh viện ung bướu thì tôi thấy rằng những người ở đó luôn than khổ rất là nhiều. Thì bước vào mấy cái phòng cấp cứu, thấy trên tay của họ đều có đeo sâu chuỗi, dây chuyền tôn giáo. Ai cũng muốn cầu nguyện cho mình khỏe mạnh hết bệnh để về nhà với con cháu. Nhưng qua mấy cái phòng mà chăm sóc bệnh nhân á, thì thấy đồ ăn của họ toàn là thịt cá động vật không à. Các bạn thấy cái điều sai lầm đó là gì chưa? Tôi cũng không có dám nói thẳng với họ, mà để về nhà để làm clip này cho cả thế giới biết. Khi bạn mang đến đau thương cho kẻ khác thì đừng mong có được sự bình an trong thân tâm của mình. Những cái bệnh ung thư này kia, đó là do cái nghiệp chướng ăn thịt động vật của chúng ta tạo ra. Còn những cái người mà bị bệnh ung thư mà chết liền á, do ăn chay cũng có nữa. Do cái số của người ta hết duyên với thế giới này rồi thì người ta đi, người ta ăn chay. Mà những cái nhà hàng mà bán đồ chay từ Đài Loan hay gì đó, làm mấy cái hóa chất độc hại không à, ăn chay cũng bị ung thư chết nữa. Nhưng mà đó là sự vãng sanh, thoát khỏi khổ đau. Còn những cái người ăn thịt động vật á, họ bị hành xác ghê lắm, đau lắm. Có người tôi thấy trời ơi, nó chảy mủ chảy nước ra, muốn quay phim về cho các bạn coi để các bạn sợ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng làm như vậy á, thì tội nghiệp những cái người bệnh nhân kia lắm, nên tôi chỉ nói thôi. Bởi vậy tuy tôi thành tiên cá, nhưng mà tôi dám chửi thẳng vô trong mặt mấy YouTuber tự xưng mình là thánh ăn thịt động vật ở trên mạng á, rồi ngồi làm ba cái clip mà ăn thịt con này con kia, ăn thồ lốn còn hơn súc vật nữa. Trời, tôi nuôi con chó bẹt rê á các bạn, mà nó chỉ ăn được có 7 quả trứng vịt thôi là nó ngán, nó không ăn nữa. Mà trên mạng làm mấy cái clip gì đâu ăn cả trăm cái trứng vịt, toàn clip xạo không à. Dụ người ta tham ăn để làm cái gì, cái đó là tội rất là nặng. Rồi tại sao mình nổi tiếng mà làm mấy cái chuyện bậy bạ như thế, tự nhiên đi chửi người ta? Biết ai chửi không? Tôi không chửi chứ ai. Mấy đứa làm chuyện xấu tôi không chửi, mà tôi chửi rất nhẹ nhàng, tôi chỉ đá chéo thôi. Mà cũng là mang nghiệp rất là nặng đó các bạn. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận, vì tôi chửi người ta thì người ta phải chửi lại tôi thôi. Đó là nhân quả công bằng mà. Giống như các bạn ăn thịt con gì thì bây giờ con ấy nó phải trả báo lại cho bạn bằng bệnh tật chứ sao. Cơm từ thiện nhà hàng chay Sân Mây.